Sáng ngày 30 tháng 10 tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tham dự và chủ trì lễ ký quy chế phối hợp giữa các đơn vị: Vụ 9, Vụ 10, Vụ 11, Vụ 12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Quy chế phối hợp công tác giữa Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, Vụ 9, Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, Vụ 10. Vụ kiểm sát thi hành án dân sự vụ 11, vụ kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp vụ 12 gồm 3 chương 11 điều quy định về nguyên tắc, phương thức và nội dung phối hợp giữa 4 đơn vị trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, thụ lý đơn, cung cấp thông tin, tài liệu, kết quả giải quyết, đối chiếu kết quả giải quyết các vụ việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, phối hợp giải đáp khó khăn, vướng mắc và tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho viện kiểm sát nhân dân địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia đóng góp tích cực vào việc xây dựng quy chế phối hợp của bốn đơn vị trong thời gian qua. Đồng chí Phó Viện trưởng nhấn mạnh, việc xây dựng quy chế phối hợp này giữa bốn đơn vị sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, một chức năng quan trọng của Viện Kiểm sát nhân dân. Đồng thời, nhằm giúp cho việc tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ đạt chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của ngành trong tình hình mới đồng chí phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao tin tưởng trong thời gian tới quy chế sẽ được triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mỗi đơn vị cũng như nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động tư pháp của viện kiểm sát nhân dân các cấp